Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Công To. Thì lâu rồi chưa có lên video mọi người, thì hôm nay sẵn tiện đây có cái máy của anh trai ở Trà Vinh này gửi lên. Thì con này là Samsung M30 nha mọi người, đã được thay màn hình rồi này, và bây giờ nó hư nữa rồi, thì bây giờ anh gửi lên để thay màn hình khác nha. Thì cũng là màn OLED 2C, giá là 590.000 nha mọi người, nhưng mà nó có sự khác biệt nha. Đây chính là cái lời chúc của anh ấy tới Nguyễn Công này, đó, ở Trà Vinh nha mọi người. Nguyễn Công xin chia lại số điện thoại nha. Ok, thì bây giờ Nguyễn Công sẽ cho các bạn thấy cái điểm khác nhau ở đây nhá. Nè, một cái màn hình thì nhìn nó sẽ có màu đỏ này thôi mọi người. Còn màn hình OLED 2C loại xịn ấy thì nó sẽ có màu màu đen, nhưng mà đen kiểu đen đục đó mọi người. Nhìn nó sẽ ít màu đỏ hơn là sau khi mà mình lắp vào ấy, mình chụp hình hay là bất kỳ một cái gì vào giao diện gì, nó sẽ ít màu đỏ hơn nhá. Nó không bị chá màu đỏ nha mọi người. Đây, cái thứ hai nữa là cái khung viền này. Đó, cho các bạn xem này. Đây, để Nguyễn Công quay gần lại nhá. Nè, sao khung viền của người ta nó rất là mỏng luôn, mỏng như zin luôn nha. Còn cái khung viền của anh này, bạn nhìn coi, nó dày khui luôn, dày gấp đôi cái viền này luôn đó mọi người. Đó, hai cái sự khác biệt đó nha. Và một cái sự khác biệt nữa là sau khi mình thay xong mình sẽ cho các bạn thấy nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là hướng dẫn cho các bạn cái cách để thay cái màn hình Samsung M30 này nha mọi người. Đầu tiên này là mình lấy cái khay sim ra nha. Bạn lấy cây sọc sim hoặc là lấy móng tay, các bạn ngoái cái nó cũng ra này. Nguyễn Công chuyên ngoái bằng móng tay cho nên là nó dễ ra lắm mọi người. Đó, ok, sau khi đã lấy được khay sim mình để sang một bên. Tiếp theo đó là mình sẽ lật cái nắp lưng này ra nhá. Lật nắp lưng thì các bạn cũng cứ làm giống như những cái dòng khác mà Nguyễn Công đã hướng dẫn rồi đấy. Cạy ngay chỗ khay sim này cho nó hình xuống này, thấy không? Đây, cạy chỗ khay sim này, nhét móng tay vào là nó nhẹ cái là nó xuống, nó hình xuống này. Rồi các bạn theo cái đường này, các bạn móc móng tay vào nhá. Nè, móc móng tay vào xong rồi kéo xuống đó thôi, kéo tới đâu nó sẽ bung ra tới đó. Đó, đoạn này nó bung sẵn rồi nè. Đến cái chỗ cái góc này nó rất là cứng, các bạn phải dùng móng tay cứng mới các bạn mới ấy được nha. Còn nếu mà bạn nào mà móng tay mà mềm mềm ấy này không ra thì các bạn chịu khó lấy một cái đồ này giờ giống như con dao cũng được này. Ví dụ như đây, cái này là Nguyễn Công móc móng tay là nó ra, nhưng mà Nguyễn Công đang hướng dẫn cho các bạn thôi nha. Có nhiều bạn móng tay nó mềm ấy, các bạn bỏ cái này vô cạy không cẩn thận nó sẽ bị hư cái vỏ nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bỏ móng tay và mình cạy ra, đó, cạy cái là nó ra thôi. Bạn nào mà không dùng được móng tay thì bạn dùng cái này các bạn lại ra nha. Vì Nguyễn Công có thể lại ra được thì hạn chế dùng ba cái đồ này để cho nó không bị hư vỏ nha mọi người. Đây, ok này, tiếp tục lăn đây. Thì cái vỏ của anh có bị gãy chỗ sân sạc rồi, nãy Nguyễn Công có để ý rồi nha. Thì nó cũng không sao cả, sau khi mình ráp vào thì nó cũng sẽ ăn khớp thôi, chứ nó cũng không phải hở ra đâu mọi người. Đây, tiếp tục mình cạy ra nha. Chỗ bát bên đây nó cũng rất là cứng luôn. Đó, này, chỉ có hai cái góc là nó cứng thôi, chứ còn ở ngoài nó không có cứng lắm mọi người. Đó, lại ra là nó sẽ ra nha. Rồi, tiếp theo bên đây thì các bạn cũng cứ bỏ móng tay vào, các bạn kéo này. Đó, kéo tới đâu là nó ra tới đó thôi. Sau khi đám mà tách được một vòng rồi thì các bạn không cần tách phía bên trên này đâu. Đây, bây giờ mình sẽ nhấc hờ đến lên nè. Nhấc lên chỗ nào cứng thì các bạn dùng móng tay các bạn nại nó ra. Này, chỗ này cứng này thấy không? Các bạn dùng móng tay các bạn nại nó ra là nó sẽ ra. Này, đó, nhấc lên đây thôi nha, nhấc rồi lấy hai ngón tay giữ lại, đừng cẩn thận cái vân tay nha mọi người. Nếu mà vân tay nó bung ra rồi ấy, nó bung xuống dưới rồi thì không sao, nhưng mà nó còn dính ở trên cái viền vỏ này này thì nó sẽ theo cái vỏ nó nhấc lên. Các bạn mà nhấc mạnh tay ấy là nó sẽ đứt dây vân tay nha. Thì cái vỏ này của anh ấy đã thay màn hình một lần rồi thì chắc chắn là máy có tháo ra rồi, thì họ có lấy keo ở chỗ khu vực vân tay ra rồi nha, cho nên là bây giờ nó không có dính vào cái vỏ này này. Đây, chỗ này nó đang bị cấn vào, mình nhấc lên này, mình cảm thấy chỗ này nó đang bị cấn này, bỏ móng tay vào này, đó, bên đây chỗ này đang bị cấn, bỏ móng tay vào này, thấy không? Đó các bạn, ví dụ như mà cái vân tay đang dính đây thì các bạn chỉ cần nhấc nhẹ lên như thế này, hoặc là các bạn có thể nhấn ở đây cho nó tụt cái vân tay xuống khỏi cái vỏ nha, đừng có để nó dính cái vân tay trên cái vỏ, nó nhấc lên là nó sẽ đứt cái dây vân tay nha mọi người. Rồi, sau khi đã lấy được cái nắp lưng ra rồi phải không, để nó sang một bên. Tiếp theo nữa là mình sẽ quan sát cái máy này. Ví dụ đây là một cái máy M30S đi, thì cái khu vực cổ cáp màn hình nó đã được sát như thế này rồi, không còn lỗ hổng để mình kéo màn hình ra nữa. Thì bây giờ mình chắc chắn mình phải tháo ra. Đó là cho các bạn thay màn rời nhá. Còn bây giờ là Nguyễn Công thay màn nguyên khung. Màn nguyên khung này thì các bạn tháo hết toàn bộ ra cho Nguyễn Công, tháo sạch ra rồi xong đó là mình sàng qua khung mới thôi nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành vặn hết ốc ra nha mọi người. Đây, bây giờ mình tiến hành lấy cái vân tay ra trước này. Sau cái vân tay này là các bạn không có bỏ móng tay dài mới móc được, còn không thì lấy cái nhíp này các bạn nại nó lên.
đó, lại nhẹ cái nó lên thôi. Rồi các bạn lấy cái vân tay này ra. Nó đang còn dính cái gì ở đây mọi người? Cái bát đấy. Đó này, nhấc lên. Rồi lấy nó ra thôi. Ok chưa? Tiếp tục cái kính camera này nó cũng ra luôn rồi. Thì các bạn lấy nó ra đặt để sang một bên để ấp xuống nha, không có nó bụi vào trong khó lau lắm mọi người. Thế rồi tiếp theo nữa là mình sẽ tiến hành vặn hết ốc ra nha. Thiếu ốc này. Thiếu ốc này. Chút xíu là mình cũng sẽ cho anh một bộ ốc mới luôn. Ok này, bây giờ mình tiến hành mình vặn ốc nha. Thì những cái video hướng dẫn này này, mấy cái máy mà chưa có hướng dẫn qua thì Nguyễn Cung sẽ hướng dẫn chi tiết nha. Thì sẽ không tua và video thì hơi dài, các bạn chịu khó xem nha. Nhớ xem ủng hộ Nguyễn Cung nha mọi người. Ai mà cần thay màn hình với cái giá, mức giá ở trên video Nguyễn Cung báo thì phải đăng ký kênh ủng hộ Nguyễn Cung nha. Đổi qua đổi lại đấy mọi người. À, thay vì các bạn chỉ cần like một cái rồi chia sẻ một cái thôi thì kênh của Nguyễn Cung nó sẽ phát triển được rất là nhanh. Và Nguyễn Cung mới có động lực để mà thay cái màn hình giá gốc cho các bạn như vậy nha. Đó thì các bạn cứ thấy màn hình ở trên shopper đang rất là rẻ, rẻ hơn Nguyễn Cung tới trăm mấy chục nghìn. Thì các bạn phải so sánh xem là màn OLED ở trên đó nó có đẹp giống như của Nguyễn Cung không nha mọi người. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn chứ không phải là cứ màn OLED 2C Nguyễn Cung là nó giống nhau đâu nha. Rồi sau khi đã lấy được ốc ra, lấy cái nẹp đó ra, quay xuống dưới đây, vặn nẹp dưới luôn. Đây mình để gọn gọn nó sang một bên nha mọi người. Có cái tô vít này nó bị hết 500 rồi á, nó không có hết ốc. Đó, giữ bản hết toàn bộ ốc ra. Rồi xong đó là lấy nẹp ra thôi. Thực chất ra nếu mà thay một cái màn hình này Nguyễn Cung chỉ cần ngồi trong vòng 10 đến 12 phút là xong nha mọi người. Nhưng mà để quay video ấy thì phải làm chậm chậm, và cái camera thì để ở trước mặt. Mình nhìn qua cái camera để mình làm mọi người. Có đôi khi là nó hơi khó khăn chút xíu, nhưng mà cũng cố gắng để quay làm sao cho các bạn hiểu được nha. Chứ nếu mà không nhìn vào cái camera thì cũng không biết là nó quay có trúng cái điện thoại hay không. Nhiều khi mình để nó sang một bên, mình cứ thấy mình nói chuyện rồi cái video nó quay đi đâu cũng không biết luôn nha mọi người. Đó cho nên là để cái video trước mặt. À để cái điện thoại trước mặt để quay video. Rồi sau khi đã vặn được hết ốc rồi thì mình đặt cái nẹp này lên. Nẹp này thì các bạn lật bên đây nha. Đó, lật nó lên. Rồi mình để nó sang một bên luôn nha mọi người. Tiếp theo, bây giờ là đến cái giai đoạn mà tháo men và tháo ba cái đồ linh tinh mọi người. Đây, mình lấy socket pin lên đầu tiên luôn nha mọi người. Đừng để cái socket pin trong đây nha. Muốn làm gì làm, lấy socket pin ra. Rồi sau đó là mình sẽ tiến hành là lấy cái socket của cái nút nguồn, nút volume và volume cộng, volume trừ ra nha. Đó, này. Rồi tiếp theo nữa là hai cái socket này các bạn đừng đụng vào nhá. Socket ở trên men này nó rất là mềm, các bạn đụng vào có khi là mình nhấc lên cái nó đem nó bung hết chân lên luôn đó mọi người, là không có xử lý được nhá. Này, socket ở dưới đây nữa này, thì mình nhấc nhẹ nó lên, dùng tay nhấc một bên thôi nha mọi người. Nè, để không bị hư socket thì các bạn dùng tay, các bạn móng tay các bạn nhấc một bên lên nhá. Này, nhấc một bên lên là nó sẽ lên, chứ đừng có nhấc ở giữa với bảy nó nặng tay là nó sẽ bị gãy hết socket nha mọi người. Tiếp theo đó là đến lượt socket màn hình này. Đó. Ok này. À, cũng cứ nhấc một bên thôi, socket các bạn cứ nhấc một bên thôi là ok nha. Đây, bây giờ lấy cái men lên. Men này nó không có vặn ốc luôn. Ốc này ở đây có một con ốc mọi người. Mà họ thay họ không vặn lại cho anh trai này nhá. Chút xíu là mình cũng sẽ vặn lại cho anh một con ốc khác nha. Đó, dây hóc vét anten thì các bạn cũng cứ nhấc cái dây này lên ở dưới khu vực này nha. Để nguyên cái dây thòng như thế này mọi người. Kệ nó, lát mình ráp nó rất là dễ nha. Để sang một bên này. Tiếp theo đó là đến lượt cái cụm sạc. Cụm sạc thì các bạn cũng nhấc nó lên. Đó, nhấc lên thôi. Ok. Để nó sang một bên luôn, để chung với cái men luôn nha mọi người. Rồi, tiếp theo đó là mình xem. Ôi, giòn không còn một cái nào luôn. Nói chung là không có gioăng luôn mọi người. Họ thay màn hình trước đây họ không có sàng gioăng qua ấy. Sàng ba cái này không có tác dụng gì hết. Cái gioăng cao su ở đây này, nó với là giữ cho cái loa của mình nó ấm. Giờ không có gioăng để sàng sang thì cũng phải chịu thôi nha mọi người. Họ bỏ rồi thì chịu thua rồi. Tiếp tục là mình sẽ lấy cái loa lên. Loa ngoài các bạn phải lấy cẩn thận nha. Đây, bây giờ mình phải lấy một cái nhíp rất là nhọn như thế này. Để quay gần lại chút xíu cho các bạn nhìn này. Mình phải tìm cái đường để mình nại lên nha mọi người, chứ không phải là nại ở khúc nào cũng được.
các cái chỗ nào mà có thể nhét được sát xuống dưới cái sườn luôn đấy này. Ở đây có một cái lỗ lũng này, sát nhét sát xuống, đâm cái nhíp sát xuống luôn. Các bạn phải lấy được cả một cái loa lên nha, chứ đừng có lấy mình cái lấy nó mà chập chờn cái là nó tách đôi cái màng này ra của cái loa là con nó dè luôn mọi người. Rồi mình lấy cái loa mình để sang một bên này. Đây, còn cái lưới loa nữa này. Đây mình sẽ lấy luôn cái lưới loa này ra nha. Máy mà mình sàng qua là có cái gì các bạn sàng hết sang nha mọi người. Đừng để lại bất kỳ một cái thứ gì cả. Đó, lấy cái lưới loa này sang, mình để đây. Chút xíu là mình sẽ dán keo vào bên cái sườn mới nha. Nè, tiếp theo đó là cái màng cái này gọi là cái lưới của cái mic. Các bạn lấy sang luôn cho cái nó lọc cái mic nha mọi người. Nó êm ấm cái tiếng. Nè. Rồi tiếp theo nữa là đến lượt cục rung và cái loa và cái dây volume. Đây, để quay xa chút xíu chứ nãy giờ quay không biết là có trúng cái máy không. Đây, cục rung thì các bạn dùng này, sát xuống dưới giống y chang cái loa luôn nha. Đó, là nó sẽ lên. Cái loa, loa trên cũng vậy luôn. Cái loa trên thì các bạn lấy nguyên một bửng luôn này. Đừng có tách mình cái loa không nha mọi người. Lấy nguyên bửng luôn thì các bạn nhét móng tay trên đây này. Không được, nó không có giống A50 mọi người. Đây, lấy nguyên bửng thì các bạn lấy cả cái tấm sắt của nó lên này sao. Đây có cái tấm sắt này, để quay gần lại chút xíu. Ở phía bên dưới này, đây cái tấm sắt này không? Các bạn lấy cái nhíp hay cái gì đó nhọn nhọn, các bạn cài nó lên thôi. Cái loa này nó bung lên luôn rồi nè. Nếu mà chưa cái loa nào chưa tháo ra lần nào thì các bạn cứ cạy ngay cái chỗ cái tấm sắt này, các bạn cạy cả cái tấm sắt này lên luôn nha. Không, lấy cả cái tấm sắt lên chứ đừng có lấy mình cái loa nha mọi người. Đó, rồi để sao loa sang một bên. Tiếp theo là lấy cái dây nút nguồn. Dây nút nguồn thì các bạn cũng cứ cài lên bình thường giống như đây, mình sẽ tìm một cái đường để mình cài được nó lên nha mọi người. Đây, đường này nó dễ thì mình cài lên thôi. Không biết thợ nào mà thay cái vỏ cho anh trai này rất là ổ luôn. Không sàng một cái màng cái mấy cái gioăng của cái loa ngoài sang là không biết là gắn vào nó có bị dè loa không mọi người. Có đôi khi mình giáp vào ấy, thì nó sẽ không dè loa, nhưng mà có một số máy nó kén đấy thì các bạn giáp vào nó sẽ rất là dè luôn nha. Rồi tiếp theo nữa là cái khâu cuối cùng là mình lấy cục pin lên nha mọi người. Cục pin thì các bạn phải có cái đồ để lấy lên, xịt nước tẩy keo xuống phía bên dưới lấy lên nha. Tại vì cục pin này họ đã thay một lần rồi, họ lấy lên rồi thì bây giờ lấy lên rất là dễ luôn. Rồi sau đó lấy được cục pin ra rồi. Tiếp theo nữa là mình xem là có cái gioăng nào nữa không nha mọi người. Hết rồi này, không còn cái gioăng nào nữa hết. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ cái màn hình này sang một bên. Đây, bắt đầu mình sẽ sang màn hình mới nhá. Màn hình mới thì các bạn cũng cứ bỏ cục pin vào đầu tiên đi. Đó, bỏ pin vào để cho nó dính xuống nha. Pin mà chưa có pin, nếu mà nó mà các bạn vừa bóc ra là nó đang còn keo, các bạn chỉ cần đẩy xuống là nó dính thôi. Vì cục pin này bóc ra mấy lần rồi, với lại người ta để nó cũng khô rồi. Cho nên là vào chút xíu keo dưới đây nha. Cho nó dính cục pin chứ không có nhiều khi mình làm rớt cái là nó lắc lên lắc xuống mọi người, là nó đứt cái cổ pin nha. Nhà cục pin nó không có vừa, không? Nó không có vừa cái sườn, cho nên nếu mà các bạn làm rớt nó tụt xuống dưới đây thì nó sẽ bị kéo cái cổ cáp này ra là nó sẽ đứt nhá. Đó, cho nên là bây giờ mình phải dán cục pin lại. Đó, dán lại. Rồi. Tiếp theo nữa là bóc cái siêu này ra, bóc siêu này ra để mình ráp cái men vào nha mọi người. Đây, bóc siêu ra, sau đó là tiếp tục là mình sẽ bỏ cái loa vào nha. Loa này thì nó hết keo luôn rồi, hồi nãy bóc ra nhẹ cái nó nhấc lên thì bây giờ mình sẽ cho một chút xíu keo vào đây nha mọi người. Đó, cho chút xíu keo vào nó dính chắc thì cái loa nó mới êm được, chứ không để nó dè nha mọi người. Đây, bây giờ mình dán nó xuống. Đấy, ngon lành, dán cứng ngắc luôn. Nó cứng nó càng êm nha. Rồi tiếp theo là lên cục rung đang còn keo này, đó. Còn keo thì các bạn đặt xuống thôi. Tiếp theo là tới cái dây nút nguồn. Dây nút nguồn thì các bạn cứ đặt cái chuẩn vào, còn không nữa thì dây nút nguồn này các bạn ráp sau cũng được. Thì bây giờ các bạn bỏ cái gì đó để ráp hết cái phần phía dưới chân sạc trước đây nha. Đây, tiếp theo tới được cái loa. Cái loa thì các bạn phải cho keo vào nha mọi người. Cho keo vào để mình dán cái loa xuống nha.
chứ không có là nó cái loa nó lỏng lỏng là nó rất là dè luôn, là không có được nha. Đó, mình phải cho keo vào này, keo vào xung quanh thôi nha, đừng có cho vào giữa nha mọi người, cho vào giữa là nó sẽ dính cái màng loa xuống là không có được. Đây, bây giờ mình bỏ cái lưới loa xuống rồi, cái lưới loa này nó lủng cho nên là các bạn chỉ cần đặt xuống rồi xong đặt cái loa xuống là nó sẽ keo nó sẽ dính lên cả cái loa luôn nha mọi người. Đó, ok chưa? Tiếp theo sẽ tới lượt cái màng của cái mic. Đây, màng của cái mic đây, mình đặt nó vào đây thôi. Màng mic vuông các bạn muốn đặt để chiều nào cũng được, các bạn miễn sao là đặt vào đây là được nha. Đó, đúng ra trên này sẽ có một cái màng nữa này. Đó, nhưng mà họ không có sàng qua cho nên là bây giờ cũng không có để mà ráp đâu mọi người. Tiếp theo nữa là tới lượt cái cụm sạc. Đây, cụm sạc thì các bạn đặt vào đây này. Đó, thấy không? Quá đẹp quay. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ cho cái men mạch này vào. Gần xong rồi mọi người, cho cái men mạch này vào nha mọi người. Đây, nó sẽ bị cắn chút xíu cái loa ở đây, thì các bạn chịu khó các bạn bấm xuống nha. Đó, ok này, xuống rất là... Đây, bây giờ mình sẽ nhét cái dây anten này xuống. Nhét dây anten xuống đây nha. Đây là anten sóng mọi người, nếu mà ai mà quên là sóng rất là yếu nha, có khi là có sóng mà gọi không được ấy. Đó, rồi bây giờ mình sẽ nhét nó vào cái rãnh này. Đó, thấy không? Bấm cái này trước rồi xong mình nhét cái này vào cái rãnh, cho nó ăn sát vào rãnh nha mọi người. Pin yếu rồi, còn có 2% pin mọi người. Quay video không biết có xong được cái máy không. Đây, mình sẽ cố gắng mình nhét cho nó sát xuống nha, chứ không để nó nở nở lên như này, lúc các bạn ráp vỏ vào là nó sẽ không ăn, nó không có ráp được vỏ đâu này, nó bị cấn vỏ mọi người. Nhấc chỗ này lên chút xíu quá để cho nó ăn ở đây trước, rồi sau mình bấm ở đây sau. Đó, ok nha. Rồi tiếp theo nữa là mình bấm socket của cái cụm sạc này xuống, bấm phải chuẩn nha mọi người, đừng có để nó lệch nha, lệch là các bạn bấm là nó gãy đấy. Đó, tiếp theo bấm socket màn hình xuống này. Rồi tiếp theo đó là mình bấm quả pin xuống nha, socket quả pin xuống. Rồi tiếp theo đó là đến lượt cái dây nút nguồn, mình sẽ bấm nó vào nha mọi người. Cái video này chắc là làm không hết được rồi, chỉ đến đây là các bạn đã hiểu là cái cách làm như thế nào rồi chứ mọi người. Đó, mình bấm dây nút nguồn vào xong rồi mình mở nguồn nó lên, cái điện thoại nó hết pin rồi, nó không quay tiếp được mọi người. Đó, ok chưa, Samsung M31 quá đẹp luôn. Để mình cùng cho nó lên nguồn để test sơ cho các bạn thấy qua thôi nha, chứ cái này bây giờ chỉ cần bỏ nẹp vào để vặn lại nó là xong rồi. Nẹp trên nẹp dưới và ốc vào nữa là các bạn ấp vỏ vào là ok rồi nha. Trước khi ấp vỏ là các bạn nhớ là phải bỏ cái vân tay này vào trước, các bạn bấm socket vào rồi xong các bạn nhét. Đây nó có một cái bát này đó, cái bát nhỏ nhỏ này, các bạn nhét xuống dưới đây. Đó, đặt như thế này rồi các bạn ấp vỏ xuống thôi nha, chứ đừng có để nó canh lên là các bạn có nhiều ông thợ luôn, chứ đừng nói bạn để canh như thế này thì đến lúc ấp vỏ xuống nó sẽ bị cắn cái bát này, nó không có tạt xuống được, nó sẽ canh cái vỏ lên nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là quay sang đây, mình chờ nó lên nguồn để mình test sơ qua cái đi cho các bạn xem cái độ sắc nét và nó có bị đỏ màu hay không và nó có đẹp hay không nhá. Đây, mình sẽ xé luôn cái siêu này ra này. Đó, thấy không, xé siêu ra rất là đẹp luôn, quá đẹp y như zin luôn mọi người, y zin hàng luôn, đúng là màn zin OLED 2C nha mọi người. Cái video sau Nguyễn Cung sẽ tiến hành là test màn OLED 2C chơi Liên Quân cho các bạn thấy, màn OLED 2C loại xịn chơi Liên Quân bình thường nha mọi người, chứ đừng có nói là màn OLED 2C nó dễ đơ cái này kia. Các bạn đặt hàng ở trên mạng về các bạn thay rồi nhiều thợ mua màn không test kỹ ấy, thì đôi khi là gặp phải cái màn nó bị lỗi này kia ấy, hoặc là lấy loại nhái của OLED 2C này thì xài chất lượng nó rất là kém nha, và cái màu sắc của nó đỏ hơn rất là nhiều so với cái màn hình OLED 2C zin loại linh kiện này nha. Viền nó mỏng hơn cái viền kia cực nhiều luôn, rất là đẹp này, cho cái viền này, viền gì mà nhìn giống y như viền của màn phản quang luôn, không khác tí nào luôn, phải khui quá xấu.
lên nè đi, cái điện thoại iPhone hết pin rồi. Chết rồi, chết rồi. Ok. Nhìn thấy không mọi người? Cực kỳ đẹp luôn. Đâu rồi? Phải nói là siêu đẹp luôn chứ đừng nói là cực kỳ đẹp. Không khác gì một cái màn hình zin luôn nha. Để test cái loa thử xem nó có rè không mọi người. Loa mà chưa ráp vỏ luôn nha. Test thử xem nó có rè không. Chứ đúng ra là phải ráp vỏ vào với test loa, nhưng mà giờ nó hết pin rồi không có thời gian để test nó rồi. À, ok này, loa rất là trong luôn. Được. Này ráp vỏ vào nó là ok nha mọi người. Nè, thả tay ra nó sẽ rè nha. Khi mà các bạn ráp vỏ vào nó sẽ bóp sát lại, với lại nó có thêm một cái lớp màng trắng ở đây. Đó đâu. Tựa như thế này thì nó sẽ hết rè. Ok chưa? Sau khi các bạn ráp vỏ vào nó sẽ có một cái đây này. Đặt cái này vào thôi là đã cảm nhận được rồi, chứ không cần phải ráp vỏ đâu mọi người. Đây. Đặt cái này vào là nó sẽ có cảm nhận rồi. Vì nó có cái gioăng này mọi người. Đó thấy không? Nó có gioăng nó bọc cái màng loa. Ok này. Rồi tiếp theo nữa là cho các bạn xem cái độ sắc nét này, rất là đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp và mượt nha mọi người. Này. Ok chưa? Quá đỉnh luôn chứ đừng có nói. So với cái màn này thì các bạn một trời một vực luôn nha. Về anh trai này xài đảm bảo là ưng ý, không ưng không được chứ. Màn có 590, thay cái màn này ít nhất cũng phải 950 ra tiệm. Mà cái màn sâu quắc luôn. Hỗ trợ giá cho anh em YouTube chỉ có giá, chỉ có fan YouTube thôi nha. Chứ anh em nào mà cứ lướt qua cái thấy cái giá Nguyễn Cung đăng rồi không có like, không có chia sẻ, không có ủng hộ kênh thì Nguyễn Cung sẽ vẫn báo giá theo như giá của cửa hàng là từ 700 đến 900 nghìn nha mọi người. Còn giá mà anh em fan YouTube là 590 nghìn. Đừng có thắc mắc vì sao mà Nguyễn Cung đăng YouTube giá đó mà lại báo giá khác nha. Tại vì là các bạn không ủng hộ Nguyễn Cung. Chỉ có một chút xíu thời gian dành để xem cái video thôi, các bạn cũng không ủng hộ thì làm sao mà có thể Nguyễn Cung có động lực để mà đi thay miễn phí cho các bạn như vậy được chứ. Làm ăn bây giờ mà làm miễn phí đâu có được. Mặt bằng Nguyễn Cung thuê 10 triệu một tháng chứ đâu phải là mặt bằng người ta cho Nguyễn Cung thuê không đâu. Đẹp, rất đẹp mọi người. Quá ok nè. Các bạn nói màn này mà không chơi Liên Quân thì màn nào chơi Liên Quân được. À, quá đẳng cấp. Đẹp. Úi giời. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video nhé. Thì bây giờ cái máy thì chắc chắn xong cái câu cuối cùng này nó cũng tắt rồi. Còn 1% pin mọi người. Đó, thì nếu mà các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì cho Nguyễn Cung xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để Nguyễn Cung có động lực làm các video tiếp theo hay hơn nha mọi người. Thì cũng lâu lâu Nguyễn Cung mới ra video chứ cũng không có phải là ra nhiều để mà làm phiền các bạn khi mà thông báo lên YouTube đâu. Thì các bạn cứ đăng ký kênh rồi ủng hộ Nguyễn Cung đi, rồi chắc chắn sau này các bạn sẽ cần tới thôi nha. Một người đã gửi tới máy tới cho Nguyễn Cung thay rồi thì chắc chắn sẽ gửi lần thứ hai nha mọi người. Đó, fan YouTube bây giờ này. Đây, thì cái này đây, những lời của anh ấy nói đây. Cách đây khoảng 5 tháng anh có gửi cho điện thoại A7 2016 này. Đó, 5 tháng trước anh ấy đã ủng hộ Nguyễn Cung rồi mà cho tới bây giờ anh vẫn gửi nha. Thì cái máy này là ngày xưa là bị hư hết rồi, không cứu được. Thì anh cho Nguyễn Cung là lấy xác luôn rồi mọi người. Với lại giờ nhắc lại Nguyễn Cung không nhớ cả. Đó. Bây giờ anh gửi tới hai cái, một cái là AM30 và một cái là Samsung A31 này, hai màn hình OLED 2C cũng loại đẹp luôn mọi người. Bao đẹp luôn chứ đừng nói đẹp nữa này. Rất mượt và nó không bị đỏ màu nha mọi người. Khi các bạn vào đây này, cái nền này, cái nền của nó là trắng, trắng theo cái kiểu trắng trắng nhạt nha, trắng dễ nhìn chứ không có bị đỏ màu để mà mình nhìn nó chá mắt nha mọi người. Đó thấy không? Này, rất mượt và đẹp luôn. Thì cái máy này Nguyễn Cung có đăng video theo hướng dẫn rồi cho nên là bây giờ Nguyễn Cung không có đăng nữa nha. Thấy không? Nè, Oppo Samsung A31 nha mọi người, giá cũng 590.000 luôn. OLED xịn. Đó, cái này thì cũng 590.000. OLED nguyên khung xịn hết nha mọi người. Này, viền mỏng chứ không có dài nha. Dài khui cục lên nhìn sâu quắc luôn. Ok, rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nhé.